Có một kiểu người còn đáng sợ hơn cả sói. Có một kiểu người còn đáng sợ hơn cả sói. Nhưng trong đời, rồi ai cũng ít nhất gặp một lần. Sói, tuy hung dữ nhưng không dùng thủ đoạn. Sói, tuy máu lạnh nhưng không có mưu kế. Sói, khi đi săn thức ăn đều quang minh chính đại, đối mặt với kẻ thù đều thẳng thắn nghênh chiến. Sói, mặc dù là động vật nhưng có lang tính và sói dù không biết nói nhưng sẵn sàng trả giá cho những hành động của chúng. Còn con người đôi khi còn vô tình và tàn nhẫn hơn cả sói, con người đôi khi sẵn sàng vì lợi lộc trước mắt mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ bạn bè và người thân. Con người có khi vì tiền mà mất hết nhân tính, và vì muốn đạt được mục đích của mình mà lừa lọc dối trá, bất chấp thủ đoạn. Sói thì trong ngoài như một, con người thì còn có khi trong ngoài bất nhất. Sói thì yêu ghét phân minh, con người thì trắng đen lẫn lộn, sói vì thức ăn mà chiến đấu, con người vì tiền tài mà đấu tranh. Con người đôi khi còn phức tạp hơn cả sói. Bản chất hung dữ của sói luôn được bộc lộ ra bên ngoài, còn bản chất thật sự của con người luôn được cất giấu ở bên trong, vì thế có những người bên ngoài thì tốt với bạn nhưng sau lưng thì làm toàn những chuyện tổn thương đến bạn, hay trước mặt bạn thì cười cười nói tỏ ra thân thiết nhưng chả biết lúc nào lại đâm sau lưng bạn. Sói không bao giờ từ bỏ vợ con nhưng con người lại có thể, sói không bao giờ dùng thủ đoạn đâm sau lưng đối thủ nhưng con người có thể. Sói khi mà tâm trạng khó chịu thì chúng chỉ biết hú dưới ánh trăng, còn con người khi tâm trạng không vui thì cục xúc nóng nảy. Lòng người quả thật là rất đáng sợ. Người mà không có lòng biết ơn đôi khi còn đáng sợ hơn cả sói, khi cần bạn thì ngon ngọt tung hê, khi ghen tị với bạn thì tung tin hãm hại. Người đào hoa thì bị mọi người nói ra nói vào, người trung thủy thì bị lừa dối, người trung thực thì hay bị người khác lừa, người tốt thì hay bị chà đạp. Có một kiểu người còn đáng sợ hơn cả sói. Xã hội bây giờ, người lương thiện thì hay bị ức hiếp, đối xử tốt với người khác thì lại xem rằng là lẽ đương nhiên, quá thành thật bị xem là ngốc nghếch, quá nghĩa khí thì bị lợi dụng. Cuộc sống giống như làm kinh doanh, cho đi chưa chắc đã được báo đáp, đôi khi đổi lại là sự tổn thương, vô tư đổi lại sự tự tư. Sói quả thật không đáng sợ vì chúng trong ngoài như một, mà đáng sợ chính là sói đội lốt người. Bình thường, con người mắt là đen, tim là đỏ, nhưng khi con người mắt đỏ thì tim sẽ đen. Làm người có ai thích sống cô đơn cả đời, ai cũng muốn có bạn bè, người thân bên cạnh, thế nhưng có những người chỉ qua tiếp xúc một thời gian thì bị mọi người xa lánh, không ai muốn làm bạn. Vì thế, muốn sống một cuộc sống vui vẻ hãy tránh xa những loại người như này, bởi đôi khi những người này còn đáng sợ hơn cả sói. ST. Mời bạn nhấn nút đăng ký ở trên để được cập nhật video mới nhất từ Nguyễn Bích Ngọc. Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai quy định sẽ bị xóa. Nơi cung cấp các video về tin tức, giải trí, các sự kiện nóng của xã hội hiện tại. Facebook Bình Yên nhé, Blogspot và subscribe và share. Hãy bấm vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới.